tất cả các bạn tôi là thông thành viên của team Trade coin asia đây à, anh chị biết thì uh, chúng tôi uh, là một team những người đam mê lĩnh vực tiền mã hóa và tập hợp lại thành một cái team và đặt tên nó là Trade coin asia tức là Trade coin châu á là tổng hợp đến từ những người trader và holder tại việt nam cũng như khu vực châu á Thái bình dương có thể ở khu vực thế giới nữa tuy nhiên thì chúng tôi đặt cái tên ở châu á để nói là xuất phát điểm chúng tôi đến từ châu á Trade coin asia À, nếu như anh chị chưa có follow cái kênh uh, uh, youtube channel này Thì anh chị hãy subscribe cái kênh này để mà cập nhật nhiều cái thông tin bổ ích uh, Đến từ cộng đồng uh, Tradecoin Asia nhé. Tuy nhiên ngoài cái kênh này thì có một cái uh, kênh khác đó là Telegram Telegram này thì uh, cũng có tên là Tradecoin Asia Anh chị lên Telegram mà đánh cái tên uh, Tradecoin Asia này nó cũng ra Ở Trên này thì hàng ngày có những cái bài viết tổng hợp ở, ở, ở có nhiều dạng, một là góc kiến thức, góc phân tích coin hay là góc hướng dẫn kiếm tiền, rất là nhiều những cái thông tin mà chúng tôi tổng hợp lại hết và thành những cái đường link ở trên website uh, Tradecoin Asia để anh chị có thể theo dõi cái nội dung anh chị mong muốn và click vào đó để xem trực diện. Và cái nội dung ở trên đó thì ở dạng video cũng như là những cái article, những cái bài viết hoặc là những cái infographic À, tùy các anh chị thích đọc cái nội dung nào thì anh chị lên đó để đọc thông tin nhé. rồi tôi nói lại đó là anh chị hãy subscribe kênh uh, youtube Trucos Asia cũng như telegram. Uh, song song đó thì có một cái website đó là website uh, Trucos Asia này để anh chị có thể cập nhật nhiều thông tin bổ ích. À, từ rất nhiều những channel ở chúng tôi tập hợp lại thành nhiều kênh khác nhau như là những cái nội dung nói về trending những xu hướng những cái phân tích on chain hoặc là những cái nội dung trade coin as a tổng hợp hoặc là những cái nội dung đến từ những cái trader nước ngoài rồi kênh của một cái trader phân tích kỹ thuật Emily Nguyễn Rồi cập nhật thông tin về market, về thị trường Và cập nhật thông tin về những cái hidden gem Là những cái thông tin về những cái coin mà có khả năng bơm lớn Được không ạ? À, à, rất là nhiều cái chủ đề để anh chị lên đây anh chị xem à, rất nhiều à, ở đây thì có rất nhiều những chủ đề chuyên sâu để anh chị vào nhé à, cái danh mục cũng vậy là những hệ sinh thái góc kiến thức để anh chị truy và hầu thế nào cho phù hợp và góc kiếm tiền ở những cái dạng mà IDO IEO hoặc là ISO tùy anh chị có thể phù hợp thông tin nào ở trên này thì à, anh chị có thể lên đây để lướt để xem vậy thì lý do ra đời của TradeCoin Asia các anh chị đó là anh chị hàng ngày á là chìm ngập trong rất nhiều những cái thông tin à, hay nói đúng hơn là chìm ngập trong rất nhiều những thông tin ở trên Telegram như thế này ở trên Telegram hiện nay thì có rất nhiều những thông tin và rất nhiều group và nếu như anh chị mà follow các kênh như thế này thì anh chị rất là mệt mỏi bởi vì nó báo rất là nhiều những cái notification. Anh chị rất là mệt mỏi và anh chị cập nhật và follow theo không được. Và anh chị biết ở trong thị trường này mà nếu anh chị không follow đủ thông tin, không biết thông tin thì anh chị có thể là cái người không thể kiếm được tiền trong thị trường này. Cho nên đó là lý do tại sao À, những anh chị em mà mà thích những cái cộng đồng mà à, mà phân tích hoặc cập nhật thông tin nổi tiếng ở Việt Nam hoặc khắp thế giới ví dụ ở Việt Nam thì anh chị có thể biết như coi 98 hoặc coi 68 hoặc là mặc ATM rất là nhiều những cái kênh thông tin đúng không nào thế thì làm thế nào để có thể cập nhật được toàn bộ cái thông tin tại những cái kênh truyền thông tại Việt Nam tại những cái channel tại Việt Nam à, những cái người trader holder tại Việt Nam thì ở trên cái website TradeCoin Asia này tổng hợp hết và mỗi ngày có những thông tin mới ở đó thì hoàn toàn nó lấy tự động lên trên hệ thống cái website TradeCoin này ngoài cái nội uh, nội dung ở trên này là những cái mốt của chúng tôi những cái team của chúng tôi tập hợp khoảng mười mấy người để viết bài để quay video thì ngoài đó ra thì còn tổng hợp lại tất cả những video ở các kênh Việt Nam các trader Việt Nam và cả nước ngoài nữa đó. cho nên là rất là nhiều những cái thông tin À, anh chị em có thể là biết rất nhiều cái trader và holder tại Việt Nam Tuy nhiên để follow họ rất là mệt Và không biết là họ, họ đang up ở kênh nào Hoặc là có những thông tin nào phổ biến Thì à, hãy lên asia một nơi thôi One à, Đây là một cái nơi gọi là one stopping Tức là một điểm đến thôi Một điểm đến để có thể xem tất cả mọi thứ à, Là thông tin ở thị trường cập nhập về cái à, Gọi là gì ạ panorama toàn cảnh về thị trường về các anh chị xem được không ạ cho nên các anh chị mà yêu mến uh, TradeCoinEaser cũng như là đóng góp cho nó để nó phát triển càng ngày hơn để anh chị có thể tập hợp được nhiều cái thông tin bổ ích hơn ở trên thị trường anh chị có thể là uh, biết trước đây như là coi 98 coi số 8 mặc trên ATM hay là hidden gem hay là uh, Tricoid Việt Nam hay là TradeCoin Sài Gòn hoặc là uh, rất nhiều những cái thông tin TradeCoin khác hoặc là Uh, block tiền ảo hoặc là uh, gì tạp chí bitcoin hay rất nhiều cái kênh ở Việt Nam mà anh chị gì ạ à? uh, biết đến trước đó thì bây giờ thì không cần phải đi coi lẹ phân mảnh ở rất nhiều nơi nữa hãy lên một nơi đó là giờ đó ở trên này có thể tổng hợp hết anh chị thấy này ví dụ như là phân tích thì có uh, để những ông này đến từ nước ngoài này rồi những cái phân tích đến từ từ metaverse này uh, blockchain đi app này phân tích về luna này À, những cái chuyên gia nước ngoài này đó kể cả tổng hợp những thông tin tư duy của Coi98 hoặc là à, những cái à, dự đoán về xuống thị trường này đó, rất là nhiều cái thông tin ở trên này anh chị có thể à, tham khảo trên này nhé cho nên từ nay trở đi anh chị không phải đến nhiều nơi để cập nhật thông tin nữa và hãy lên một nơi để anh chị có thể cập nhật những thông tin bổ ích này. À, à, cái hiện nay cái website mà Azure này tổng hợp khoảng 500 cái uh, cái kênh ở Việt Nam và khắp nơi trên thế giới các anh chị nha. 500 kênh. Anh chị thay vì phải đi uh, search, tìm kiếm 500 kênh ở khắp nơi Việt Nam và trên thế giới thì nó sẽ tổng hợp ở đây uh, để các anh chị có thể theo dõi panorama toàn cảnh về thị trường nhé. Cho nên hãy ủng hộ uh, Tradecoin Azure bằng cách vào xem và, và hãy nhấn vào cái uh, Telegram để nhận cái thông tin của Tradecoin Azure nhiều hơn, cũng như là hãy thường xuyên cập nhật Tradecoin Azure để mà cập nhật nhiều thông tin bổ ích đến từ các kênh nổi tiếng ở Việt Nam và khắp nơi trên thế giới, các trader nổi tiếng Việt Nam và khắp nơi trên thế giới và tổng hợp khoảng uh, 500 kênh ở Việt Nam và thế giới cũng như là uh, mười mấy kênh của đội ngũ uh, Tradecoin Azure mà chúng tôi là những người đầu tư đi thị trường 5 đến 7 năm kinh nghiệm nhé cho nên uh, hãy cập nhật, uh, hãy uh, subscribe kênh trade is hãy thường xuyên vào website uh, để có thể cập nhật nhiều nhiều thông bộ thông tin bổ ích, cũng như là vào cái kênh uh, telegram để có thể uh, nhấn vào bất kỳ cái đường link nào mà nội dung mà anh chị quan tâm, bởi vì ở trên uh, web thì có thể có nhiều thông tin nhưng mà chúng tôi tổng hợp lại để anh chị có thể làm gì ạ? Anh chị có thể là là cập nhật nhiều cái thông tin mà anh chị đúng cái nhu cầu của anh chị hơn. Ok một lần nữa tôi là thông à, đến từ TradeCoin Asia nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.